hay phần này trong miền này cứ miền camera mà khóa tiết hay khăn khóa này mà khóa tiết. Ok, xuất so đây bông ôn chẳng này cứ chìa Xpeng G6 rồi gọi dân hào thả Xpeng chẳng hẳn xì xong được bông ôn hào thế trong một phía anh ấy viết chìa model G6 đại chìa một phép SUV. Video này nôm mà chung đòi LT Auto Cambodia đại chìa cực hôn nôm chỗ nâng lộ rụt dân tùm nớp bắt đầu chung nơi đồng lại bí xe tình pra tiếng tùm nộp chất khắp bùa. Hay nhóm một lọc màn thơ vào phép X9 đã đại chìa một phép MPV bình đất chẳng hẳn. Và tại ngày nay, nhóm chân bà anh bông bông vì G6 nên tiếp ra tại vì chìa một đeo đỏ của chạp rộng mỗi đáy. Chẳng ở phép phong cho mùi nâng ca ra chẳng rụt riêng vào phía. Anh ấy anh dự bán thay chìa SUV đại ai bà cụ trên cho mùi nâng Tesla Model Y rồi có Lan SUV ở kỳ sản nghiệp xin dịch chẳng hắn. Lan Xpeng G6 đo chùm đưa chùm nôn bay bộ phết cư Rear Wheel Drive Standard Range cầm lãng 228 xe nâng cầm lãng đồng mũi 460 Nm. Rear Wheel Drive Long Range miền cầm lãng 286 xe nâng cầm lãng đồng mũi 460 Nm. Nâng All Wheel Drive Performance miền cầm lãng 476 xe nâng cầm lãng đồng mũi 660 Nm. Viết ra cần chọc ở cuối thông hôn 66 kWh đã sạp lương 10 pinh ách bảo bộ ban chùm ngày 505 km. Nâng thông hôn 87.5 kWh đã sạp lương 10 pinh ách bảo bộ ban chùm ngày 625 km. Hai cầm trô ca sạp lương lượng lươn cầm lăng 280 kW đã ai sạp lương bị đập từ 80% bà bê trong tay một phần tí bằng nộp. Ok, anh chân bẹp phong cho mùi nâng phần này khả mốc bố để tham gia linh lai bảo viết mà chân ô liệt bênh màu phần này khả mốc nâng tới hai sản ống LED bảo viết cư nâng phần này khả mốc ní. Ok, hai sensor bảo viết cư bảo mùi khóa phần này khả mốc ní. Chân ở khăn khóa ní cái thư hiện design 3 sản ánh nhấn á nè. Ủa không ai ở luôn chân mơ. Hay bẹp phong cho mùi nâng dàn con màu viết vĩnh. Dàn con màu viết cứ tầm hôm anh đi bài cho một hai y nhấy. Bài cho một hai y nhấy. Cái này cho nào màu viết cứ bùa hiện bọc phê. Luôn đi cho mùi nâng tập phê luôn. Mà tao cứ sạc sạc bộ con Michelin. Hay phần này trong miền này cứ miền camera mà khóa. Mà khóa tiết. Hay khăn khóa đi. Mà khóa tiết. Chân mặt hàng này cứ bây ấy. Phần này khóa một mấy của mình mà khóa đấy. Chân vì chìa bọc phê camera bây học sắp. Chẳng là khăn ít bấy, khăn ít bấy, phần mũi, phần bớt. Chẳng mơ tới khăn khối, miền phần mạng định. Hay là này, đây thuyền viết lập cho ông tôi luôn. Chẳng bảo viết miền phần lãnh sport ấy nơi lớn hơn chẳng tờ. Ok, mơ phần này chẳng miền, cái ca chẳng nào bảo viết sở điên cho mùi nâng model Y đã. Rụp riêng ấy. Và thay phần này khăn mục lần phần này khăn khối bảo viết. Đi xa anh hiện mưu chiến. Mơ tới đi sản những mùi chiên chẳng hết nè. Ok, này khu lúc thằng gọi bảo viết cư từ lý lộ mẹn tên. Thằng gọi này sensor và mùi cọp đá. Hay nên đi có cặp bông ta để mô thuyền thằng gọi này. Bên miên sensor nó phải lấy bất cứ ấp tức của bà thế. Thằng gọi này cứ miên camera mà khu ấp đi bảo vọng khơi nhá. Bùm với thông mẹn tên. Stop bảo vệ cứ match note chẳng đáy. Nhưng nó cao thì chẳng nào bảo vệ hiện sleek, hiện slim. Mưa mau cứ bẩn đất mềm tên nữa nè. Sad. Hay nít lại nhờ sạp lưu bảo vệ. Anh đi ở DC. Chọc ô tô. Ok, chẳng sạp lưu một bên cứ chip ban phèo mồi cả lỗ. Phèo mồi phèo cả lỗ. Ok, mơ phần này ăn không tích. Cái chốt. Chân công tơ bảo vía hiện tôi đấy hay anh ấy công tơ hiện tôi về anh chẳng này. Và là chai quý. Phục số 3 ôi, phục tôn mình tên phục vía. Ok, cái design bảo vía hiện clean vía áp sơ miên này nhẹ nhảy chó nếp này khẳng mục. Ăn khói từ lý ấy, từ bộ của chợ thông. Liệt mà đâu hôm nay ăn khói thông này trên từ bộ của chợ vậy. Nhóm đó là cái chỗ nào biết cư hiện clean, hiện tích như dũng. Admin ấy là nhẹ nhàng chọn đấy xong bài hôm nay ăn khói này cái nói. Nghĩa là run mà xin là chết, run USB CP. Admin ấy là nhẹ nhàng thế. Đây phục với tôn mình tên. Anh ấy phục tôn.
ចង់ផលផ្នែកខាងក្រោយដែរបើតែគាត់អង្គុយគាត់យកហ្នឹងឯងអូខេឲ្យមើលផ្នែកខាងក្នុងតិចទៀតទៅអានេះមានកាមេរ៉ាសម្រាប់ចាប់តកងដែរអានេះបើស្អីយើងអត់មើលផ្លើតមើលអីគឺវាលឺតគឺវាលឺតឲ្យយើងដឹងចាឲ្យយើងមើលផ្លូវវិញអូខេអញ្ចឹងនេះគឺជាចំណុចត្រួតត្រួតពី Xpeng G6 ហើយចំពោះបងប្អូនវិញយកយ៉ាងណាដែរពីឡានមួយនេះជួយ comment នៅខាងក្រោមផងហើយកុំភ្លេចចុច share វីដេអូនេះនិង follow page ម្នាក់មួយផងអរគុណច្រើន